Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hải Official. Đầu tiên là xin lỗi mọi người một tí là sức khỏe ngày hôm nay của Hải hơi có vấn đề, cho nên là giọng sẽ hơi bị lạ một tí. Nên là chúng ta thông cảm ha. Thì ngày hôm nay chúng ta có một phiên giao dịch thị trường tăng rất là tích cực với hơn 30 điểm và có nhiều cổ phiếu tăng từ xanh cho tới là tím. Nhưng mà nhiều người chúng ta lại không quá lạc quan về thị trường bởi vì chúng ta lo ngại cái vấn đề là thanh khoản của thị trường có 14.000 tỷ á, thì liệu chúng ta có thể nào có một cái nhịp tăng bền vững hay không? Tuy nhiên thì với cá nhân Hải thì Hải nghĩ rằng là cái việc thanh khoản thấp nó không phải là vấn đề của thị trường mà chúng ta vẫn sẽ còn có thêm một nhịp tăng nữa ở trong khoảng tầm vài phiên tới. Thì lý do vì sao chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo ở trong cái video ngày hôm nay. Và lưu ý là video này chỉ đúng nếu như mà tối nay, hôm nay là thứ năm nha mọi người, tối nay thì Fed sẽ có một cuộc họp để nâng lãi suất. Thì hiện tại cái khả năng mà Fed nâng lãi suất á nó là rất thấp và khả năng cao là sẽ chỉ giữ ngang thôi. Nhưng mà quan trọng là chủ tịch của Fed ổng sẽ phát biểu gì sau khi mà họ ra tin là sẽ không nâng lãi suất thì đó mới là vấn đề ha. Còn cái việc mà không nâng nó là một cái chuyện rất bình thường đó, thì chúng ta sẽ chỉ đúng nếu mà tối nay ông đó ổng không có nói cái gì bậy bạ liên quan tới những vấn đề như là lạm phát hay là lãi suất mọi người nha. Rồi thì trước khi chúng ta bắt đầu video, chúng ta có thể cho Hải là một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Còn ngoài ra chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới của mô tả mỗi video. Thì Hải sẽ tư vấn, sẽ nhận định và sẽ khuyến nghị ở trong này. Và cuối cùng chúng ta xem mà thấy hay, thấy hữu ích, chúng ta có thể cho Hải một cái phím một ở phía bên dưới phần bình luận. Rồi, thì trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay. Về cái outline thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua về cái tâm lý chủ đạo của nhà đầu tư ở trong thời điểm hiện tại. Để chúng ta có thể từ đó và chúng ta đoán xem là tạo lập họ sẽ tận dụng cái tâm lý này và họ sẽ điều tiết thị trường như thế nào. Thứ hai là cái vĩ mô của thế giới hiện tại á, là nó có đủ để cho chúng ta tạo đáy và tăng trưởng ở vùng này hay không. Thứ ba là giải thích cho chúng ta cái vấn đề thanh khoản là liệu thanh khoản thấp á, nó có giúp cho thị trường tăng được hay không. Và từ đó chúng ta sẽ đi ra về cái kết luận về kịch bản của thị trường ở trong thời gian tới. Rồi, về tâm lý chủ đạo thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ có bốn vùng đáy của thị trường. Có đúng là trong quá trình chúng ta rơi từ vùng giá khoảng tầm là 1.250 rơi về cho tới hiện tại thì chúng ta sẽ có bốn cái đáy là 1.140 nè, là 1.110, 1.070 và cuối cùng là vùng giá gần nhất là 1.020. Thì ở bốn vùng này chúng ta sẽ có bốn cái tâm lý chủ đạo khác nhau. Đầu tiên là ở những cái vùng giá ở khoảng tầm 1.140 á, thì lúc này nhà đầu tư vẫn đang rất là quan về thị trường bởi vì chúng ta ra một cái tin là ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu và hút tiền. Thì nhiều người chúng ta nói rằng là cái việc hút thanh khoản của thị trường nó sẽ không hề ảnh hưởng tới chứng khoán, thì điều đó là hoàn toàn đúng. Thì bởi vì họ quá tin tưởng vào cái vấn đề đó cho nên là cái tâm lý bắt đáy nó rất là cao. Thì hãy nhận định rằng là cái vùng giá đầu tiên khi chúng ta còn ở vùng 1.140 thì đa phần cái tâm lý của chúng ta chính là bắt đáy nha. Và có rất nhiều người chúng ta đã có thể ăn được những cái nhịp mà chúng ta tăng nhờ những cái dòng như là chứng khoán này hay thậm chí rằng là khu công nghiệp ở khoảng tầm vài phiên đầu tiên. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có bắt đáy. Thứ hai là vùng giá 1.100. Thì bắt đầu khi mà chúng ta bắt đáy ở nhịp đầu tiên xong, chúng ta sai mất tiêu rồi, thì chúng ta sẽ rơi về những vùng giá tiếp theo. Thì lúc mà chúng ta rơi về vùng tiếp theo á, nhiều người chúng ta bắt đầu sợ rồi, không dám bắt nữa, thì cái tâm lý nó sẽ là hồi để cơ cấu. Thì ở đây Hải có một cái video, Hải có một cái video gần nhất đây nè, 11 ngày trước là khoảng tầm cái vùng đó, thì Hải có một cái câu là làm gì có chuyện hồi để cơ cấu. Thì cái nội dung chính của video ngày hôm đó Hải có nói một cái điều là một á, thị trường phải sập luôn. Tại vì sao? Tại vì tất cả mọi người đều có một cái tâm lý là hồi để cơ cấu, thì một là phải sập luôn không cho họ cơ cấu, còn hai á là phải kéo thị trường lên một cái mức cao. Để làm gì? Để cho những cái người mà họ muốn hồi để cơ cấu họ quên đi cái vấn đề đó, họ không còn muốn cơ cấu nữa bởi vì họ nghĩ rằng là thị trường tăng tới 5-6 phiên rồi, nhiều cổ phiếu đã quay về đỉnh cũ rồi thì tôi cơ cấu làm gì, thì họ sẽ bắt đầu họ mua thêm cổ phiếu và kết cục là thị trường nó tăng lên cái vùng giá khoảng tầm 1.160, tức là tăng tới tận khoảng tầm 60 điểm. Thì những cái người mà chúng ta hồi để cơ cấu trong những phiên đầu tiên á, chúng ta sẽ bị rớt hàng và chúng ta phải buộc chúng ta mua lại ở vùng giá cao và cuối cùng thị trường sập xuống. Thì đây chính là nội dung chính của cái nhịp ngày hôm đó. Còn cái nhịp gần nhất là cái nhịp khoảng tầm vùng giá 1.100 hay thấp hơn là khoảng tầm 1.070 á, thì chúng ta sẽ nhớ rằng là cái vùng đó là một cái vùng mà hầu như không ai dám mua. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái thanh khoản ha, cái thanh khoản của cái vùng đó này 5 phiên thì gần như 5 phiên đó hoàn toàn mọi người chúng ta ngồi im. Đúng không ạ? Hai nhịp trước chúng ta bị lừa rồi, thì tới nhịp thứ ba chúng ta ngồi im. Đây, ngồi im không làm gì.
là cái tâm lý chung của cái đoàn quan tâm 1070. Và đúng ra ở video đó Hải cũng có một cái video Hải nói rằng là khả năng cao thị trường sẽ phục hồi. Tuy nhiên thì vấn đề nó xuất phát từ họ Vin. Chúng ta đang phục hồi rất là tốt, toàn thế giới không có ai sập cả, thì tự nhiên chúng ta ra cái tin về liên quan tới Vingroup phát hành trái phiếu, thì nhiều người chúng ta lo ngại là dòng Vin sẽ bị sụp đổ, cho nên là chúng ta bán và có một cái nhịp rơi khoảng tầm tới tận là 46 điểm là cái phiên ngày hôm đó cực kỳ là kinh khủng ha. Và cuối cùng thì sau đó chúng ta vẫn tạo đáy và ở phiên gần nhất thì cái tâm lý nha, cái tâm lý theo Hải thấy trong 3 phiên gần nhất á, thì có tương đối nhiều người chúng ta bắt đáy nha, có tương đối nhiều người chúng ta bắt đáy trong khoảng tầm vài phiên gần nhất. Và điển hình là cá nhân Hải cũng như là một vài người trong công ty của Hải và cả một vài người quen của Hải á, thì có tâm lý bắt đáy và đã thành công. Cho nên Hải đánh giá rằng là có khá nhiều người chúng ta bắt được đáy trong những phiên gần nhất. Và chúng ta có thể thấy thanh khoản nha. Thanh khoản trong những phiên gần đây á, nó tương đối là đột biến. Nó không có đều như cái đoạn khoảng tầm 1070 mà nó sẽ có trồi lên sụt xuống. Chứng tỏ rằng là có một lượng giao dịch đột biến ở trong những phiên này. Và chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chúng ta bắt đáy là cái thứ nhất. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian nó hồi, ví dụ là phiên ngày hôm qua hay thậm chí rằng là phiên ngày hôm nay, thì cái tâm lý của nhà đầu tư á, nó không phải là hồi để cơ cấu nữa, mà cái tâm lý nó chuyển sang thành không nên đu cao và chờ test đáy số 2. Và bản thân Hải thì ngày hôm qua Hải cũng có làm một cái video, Hải nói rằng là khả năng cao thị trường nó vẫn sẽ test lại cái đáy số 2, tại vì chúng ta chưa xuất hiện hiện tượng là coin margin cao trào, tức là cái áp lực cung ở những vùng phía trên nó vẫn sẽ khá là lớn. Thì Hải cũng có nhận định như thế. Tuy nhiên thì với một cái phiên tăng mạnh như ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đa phần nhà đầu tư họ bắt đáy á, họ đã về rồi, hàng đã về, ngày mai hàng về rồi và họ đã có lời. Thì hiện tại với cái việc là chỉ số đồng đô la Mỹ DXY nó chạm 106 rất là thấp rồi, cũng như các thị trường chứng khoán trên thế giới á, đang tăng những cái mức khoảng tầm là từ 1, mấy cho tới 2%. Và nếu như mà tối nay Mỹ không có bất kỳ những cái thông tin nào quá đột biến á, thì cái việc ngày mai chúng ta mở gap và chúng ta tiếp tục tăng là cái chuyện khả năng cao sẽ xảy ra. Cho nên á, là cái vấn đề là chúng ta chờ test đáy số 2 á, nó sẽ hơi khó, tại vì bây giờ ai cũng chờ cả. Có đúng không ạ? Ngày hôm nay khi thị trường chúng ta tăng á, chúng ta vẫn sẽ nghe đâu đó những cái câu là cao quá không nên mua, hay thậm chí rằng là mua thì không kịp tơ cộng đâu. Thì theo Hải á, chúng ta đang có một cái tâm lý chủ đạo như thế. Cho nên tạo lập họ sẽ không có đánh một cái nhịp là gì, họ test về đáy số 2 cho chúng ta mua. Mà khả năng cao á, chúng ta sẽ có những cái nhịp ví dụ như thế này. Đây, những cái phiên này á, chúng ta sẽ lưu ý vào khoảng tầm tháng 2 của 2023. Thì chúng ta cũng thấy là cái đoạn này á, là một cái đoạn chúng ta cũng sẽ có những cái nhịp khi mà nó rơi về á, chúng ta sẽ có tâm lý gì? Hồi để cơ cấu. Hoặc là gì, chúng ta chờ test cái đáy số 2. Tuy nhiên thì sao ạ? Nó sẽ đánh rất là mạnh. Nó đánh khoảng tầm 4 phiên, nó tăng từ 1036 và tăng lên đến tận 1093, tức là tăng khoảng tầm 60 điểm. Đánh rất nhanh và mạnh. Hay thậm chí rằng là như cái nhịp này, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tăng từ 1020 và tăng lên 1080 thì cũng là 60 điểm. Thì chúng ta hoàn toàn sẽ có thể có những cái nhịp tăng như thế. Để làm gì ạ? Để chúng ta FOMO và chúng ta quên mất cái việc là thị trường sẽ phải test cái đáy số 2. Thì khi đó nó mới về. Khi đó nó mới về, nó test đáy số 2. Thì lúc này chúng ta đã, thì lúc này nó đã dụ được rồi một cái lượng lớn nhà đầu tư họ đu trên đỉnh rồi. Và bằng chứng chúng ta có thể thấy là thanh khoản. Thanh khoản trong những phiên đầu tiên rất thấp. Xin lỗi mọi người ha. Thanh khoản trong những phiên đầu tiên rất thấp. Nè, rất thấp nè. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu mở gap ở phiên ngày 3 tháng 4, thì bắt đầu thanh khoản to lên dần. Và chúng ta có 4 phiên đi ngang thanh khoản rất to. Và cuối cùng chúng ta rơi về, thì chứng tỏ rằng là ở cái vùng này đã dụ được tương đối cái lực cầu để tham gia vào, thì nó mới test lại cái đáy số 2. Cho nên chúng ta xét về mặt tâm lý, nếu mà chúng ta là tạo lập, nếu mà Hải là tạo lập, thì Hải sẽ không test đáy số 2 đâu. Chỉ nhiên là chúng ta sẽ lưu ý là trong trường hợp tối nay cuộc họp của Fed không có biến động gì nha, chứ còn tối nay mà ông nói cái gì bậy bạ liên quan tới lạm phát á, thì ngày mai nó rơi về lại 1040 là chuyện bình thường nha, nó cắm đầu xuống là chuyện bình thường. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ bỏ qua cái vấn đề đó. Thì Hải nói riêng qua về cái mặt tâm lý á, thì khả năng thị trường nó vẫn sẽ có một cái nhịp tăng lên, nó có thể sẽ là 1010, 1100, rồi sau đó nó có tăng tiếp á, hay là nó rủ về nó test lại đáy số 2 á, thì còn tùy nha, thì còn tùy. Nhưng mà theo Hải thì với cái tâm lý hiện tại á, cái khả năng thị trường nó tăng tiếp nó vẫn là cao hơn so với cái việc là chúng ta cứ chờ đợi, chúng ta chờ test cái đáy số 2 á, thì nó sẽ không có về quá sớm đâu. Nó sẽ cần phải có một vài những cái nhịp để nó dụ cầu vào, thì nó vẫn sẽ còn kéo nha, nó vẫn sẽ còn kéo ở trong thời gian tới. Thì đó là cái view của Hải. Nếu mà chúng ta xét riêng về cái mặt là tâm lý chủ đạo của cả nhà đầu tư và của cả môi giới luôn. Rồi, tiếp tục về phần thứ hai là phần vĩ mô. Thì cái phần này chúng ta cũng sẽ lưu ý á, đó là lý do vì sao mà thị trường nó vẫn sẽ còn những cái rủi ro. Thì đó là lý do vì sao mà Hải nói rằng là chúng ta vẫn sẽ có khả năng test cái đáy số 2.
Nhưng mà cái vấn đề là gì, nó vẫn sẽ tăng thêm một nhịp nữa rồi nó mới test. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý về mặt vĩ mô, thì hiện tại á, là vĩ mô chúng ta không có quá nhiều biến động. Cái câu chuyện lãi suất của Fed là một cái câu chuyện nó đã kéo dài dằng dẳng rồi. Trong khoảng tầm vài tháng trở lại đây thì Fed cứ liên tục diều hâu về cái vấn đề là sẽ giữ lãi suất ở mức cao hay thậm chí là tăng lãi suất. Nhưng mà cuối cùng thì cứ mỗi lần ông nói cái câu đó thì sau đó ông lại không tăng. Nhưng mà ông cứ nói á, thì thị trường lại cứ sập. Rồi bây giờ khi mà bắt đầu ra tin là Fed sẽ không tăng lãi suất thì thật ra là vẫn giữ ở mức cao. Nhưng mà vấn đề là gì, cách chúng ta hiểu cái câu đó, chúng ta đang hiểu theo mặt tích cực. Thì đó là lý do vì sao mà gì chúng ta sẽ chưa có sự biến động về vĩ mô. Khi mà Fed họ vẫn sẽ giữ cái mức lãi suất này chứ không phải là họ giảm. Thì cái điểm tốt là gì, cái điểm tốt là gì, đã vài tháng rồi nó không tăng, tức là chúng ta có khả năng chúng ta đã đạt đỉnh của lãi suất nha, thì đó là cái điểm tích cực. Nhưng mà cái việc mà nó khi nào nó giảm xuống á, là chúng ta chưa biết, thì chúng ta có thể sẽ tạo đáy ở vùng này, ví dụ như là cái vùng trước của thị trường á, là chúng ta sẽ có vùng này. Thì ok, chúng ta là một cái nhịp là gì, chúng ta không giảm nữa, nhưng mà khi nào tăng á, nó là một câu chuyện khác. Chúng ta sẽ không thủng vùng giá 1020, nhưng mà khi nào chúng ta lên lại vùng giá 1200 á, thì không biết. Thì đó chỉ là một cái nhịp là gì, chúng ta sẽ có thể tạo lại một cái vùng sideways thôi. Còn khi nào tăng thì chúng ta sẽ chưa biết được. Thì đó là câu chuyện khác nhau, đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau thì chúng ta nên hiểu. Thứ hai là câu chuyện về chỉ số sức mạnh đồng đô la là DXY, thì hiện tại nó đang là 106, thì có thể tối nay nó sẽ rơi về cái vùng giá khoảng tầm thấp hơn, thì có thể là 105 phẩy mấy đó thì rất là tốt rồi. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta cũng đã nhiều lần rồi đúng không ạ, chúng ta đã nhiều lần rơi về khoảng tầm thấp nhất là 105,4, thì chúng ta đã có nhiều lần như thế rồi, nhưng mà cuối cùng thì sao, nó vẫn tăng lên lại. Cho nên là câu chuyện nó phải rơi về khoảng tầm 102, 103 thì khi đó mới tốt được, chứ còn cứ giữ ở khoảng tầm 105, 106 thì nó vẫn hên xui lắm. Nó chỉ là tương tự như cái lãi suất, tức là gì, nó đạt đỉnh nhưng mà nó không rơi, nó đạt đỉnh nhưng mà nó không rơi, thì chúng ta tạo đáy nhưng chúng ta không tăng. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tương tự là gì, cái tỷ giá, khi mà chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY nó giữ mức này thì cái tỷ giá của chúng ta nó cũng chưa hề hạ nhiệt, và nó vẫn giữ quanh cái mốc khoảng tầm là 24,5 ngàn thì nó cũng chưa hạ nhiệt. Và cái điểm cộng là nó cũng tương tự, là nó đã gần như là tạo đỉnh rồi nhưng mà nó không rơi. Rồi tiếp tục, đây là một cái điều khá là tích cực, là cái tỷ suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm. Thì trong một vài phiên trước thì cái tỷ suất này nó tăng lên con số là 5%, và đó cũng là lý do tại sao mà rất nhiều các thị trường chứng khoán ở trên thế giới sập. Tại vì khi mà cái tỷ suất này nó tăng á, thì dòng tiền sẽ chảy vào ở đây chứ không chảy vào các kênh đầu tư khác, thì nó khiến cho chúng ta tiêu cực. Tuy nhiên thì hiện tại cái tỷ suất này nó giảm từ 5% chỉ còn khoảng tầm là 4,7% thôi. Và nếu như cái tỷ suất này nó giảm về khoảng tầm 4,5% thì đây là một cái điểm rất là tích cực, và có khả năng cao chúng ta sẽ có một cái đáy trung hạn ở cái vùng hiện tại là 2020. Thì đây là về mặt vĩ mô rồi nha. Thì nhìn chung là chúng ta chưa có nhiều sự biến động. Tuy nhiên thì điểm cộng là chúng ta gần như rất nhiều các chỉ số đã đạt đỉnh và không tăng khoảng tầm một tháng rồi. Thì đó là một cái điểm cộng để chúng ta có thể là chúng ta hy vọng vào một cái nhịp tạo đáy trung hạn và dài hạn ở vùng giá 2020. Nha, còn về ngắn hạn thì nói chung là chưa biết, ngắn hạn thì tương đối là khó. Rồi, câu chuyện thanh khoản sẽ là câu chuyện mà nhiều người quan tâm nhất ở đoạn hiện tại, là cái câu chuyện khi mà chúng ta lo ngại là hôm nay vốn nó có 14.000 tỷ thôi á, thì liệu nó có thể tăng được hay không. Thì theo Hải á, là chúng ta chỉ sợ khi mà thanh khoản nó duy trì đi ngang thôi mọi người. Hãy lấy ví dụ nè, như cái đoạn này là một cái đoạn rất là ghê. Tại vì sao ạ? Thanh khoản nó rất là đều luôn, nó liên tục duy trì ở cái mốc khoảng tầm là 500 cho tới 600 triệu cổ một phiên. Nó tức là khoảng tầm 13 14 nghìn tỷ gì đó một phiên á, quanh quanh đó. 12 13 ngàn, rất là đều, hay là tương tự như là cái đoạn này, khi chúng ta thanh khoản rất là đều. Nhưng cái đoạn tạo đáy á, thì nó sẽ khác. Chúng ta chỉ cần thanh khoản nó có sự đột biến thôi. Hãy lấy ví dụ nè, cái vùng này nó vẫn là một vùng thanh khoản tương đối là thấp. Nó chỉ có một vài phiên đột biến như là phiên tạo đáy ở ngày 16 tháng 11, hay là cái phiên test cung ở ngày 18 tháng 11 là hai phiên đột biến. Thì sau đó thị trường chúng ta vẫn tạo đáy bình thường, mặc dù những phiên còn lại thanh khoản duy trì ở mức rất thấp. Hay là tương tự chúng ta cũng sẽ có những cái vùng như thế này, những cái vùng như thế này, hoặc là chúng ta như thế này, thì chúng ta thấy rằng gì, thanh khoản nó cũng duy trì ở mức trung bình này, nó tương đối là thấp. Nhưng chúng ta sẽ có một vài phiên á, chúng ta có thanh khoản đột biến như là phiên ngày 27 tháng 12 này, hay là cái phiên ngày 3 tháng 1 này. Chúng ta chỉ cần một vài phiên thôi, chúng ta có sự đột biến vào thanh khoản, tức là nó sẽ tăng hơn khoảng tầm vài nghìn tỷ so với những phiên bình thường. Thì phiên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng gì, cái thanh khoản trung bình của chúng ta á,
nó khoảng tầm là 400 cho tới 500 ngàn ở cái nhịp đáy trước. Thì cái nhịp này chúng ta thấy rằng nó đã tăng lên khoảng tầm 700 rồi, hay 700, và cả phiên này nó chúng ta cũng khoảng tầm là 600 mấy đó. Mà chúng ta có cái phiên ngày 31 tháng 10 này cũng là một cái phiên khoảng tầm 700. Tức là chúng ta đã có những cái sự cải thiện về mặt thanh khoản và nó có đột biến trong một vài phiên mà gọi là nó then chốt. Thì những cái nhịp mà thanh khoản như thế là theo Hải nó đủ rồi, nó không cần phải quá cao, nó không cần phải quá cao để chúng ta có thể tạo đáy. Khi nào mà chúng ta muốn trở uptrend á, trở lại uptrend thì mới cần thanh khoản to trong tất cả các phiên. Còn khi mà chúng ta đang downtrend, chúng ta đang tạo đáy á, thì thanh khoản nó chỉ cần có sự đột biến thôi là được rồi, nó không cần phải quá cao. Thì đó là cái nhận định của Hải về thanh khoản. À, ngoài ra á, thì chúng ta sẽ lưu ý thêm một cái nữa là kể cả ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng trong cái nhịp tăng cuối á, chúng ta có sự đồng thuận của thanh khoản. Tức là gì, giá tăng và thanh khoản tăng thì chứng tỏ rằng gì, có cầu và cầu thậm chí rằng còn chấp nhận mua ở giá cao. Và tương tự ngày hôm nay cũng thế, mặc dù không nhiều nha, không nhiều, chúng ta thấy rằng gì, giá tăng thanh khoản cũng tăng, cái vùng này cũng tương tự này, giá tăng và thanh khoản nó cũng có tăng luôn, thì dĩ nhiên nó sẽ có sự chênh lệch. Thì đó là lý do vì sao mà chúng ta vẫn sẽ cần có một cái test đáy số 2. Nhưng mà nhìn chung thì những cái thanh khoản như thế này nó cho thấy rằng là ít ra thì cầu nó cũng đang chấp nhận mua ở giá cao. Thì ngày hôm nay ở trong room khách hàng của Hải cũng có nhận định nè, đây thì Hải có bắt đáy trong những phiên trước á, là có bắt đáy Đạt Phương và Nam Kim. Thì ngày hôm nay Đạt Phương nó cũng có một cái mức tăng trần, và Nam Kim thì cũng tăng gần trần còn xíu một xíu nữa. Thì anh chị nào chúng ta có trong room khách hàng của Hải hay room cộng đồng thì chúng ta sẽ biết. Ngoài ra thì sáng sớm thì Hải cũng có nói nè, cổ phiếu nào mà anh chị em đang kịp hàng á thì chúng ta nên mua, nhà chúng ta nên mua rồi chờ nhịp bật bán lướt ra, tại vì nhịp này thì đa số là chúng ta sẽ hồi chung hết, nếu mà chưa hồi á thì canh mua sớm đừng để lỡ nhịp. Thì ở đây là cái nhận định đầu phiên của Hải vào lúc khoảng tầm 8 giờ, 8 giờ 20. Thì cuối cùng là kết phiên thị trường nó hồi rất là tốt ở trong phiên ngày hôm nay. Thì cái nhận định nó là như thế. Thì nhìn chung là chúng ta vẫn sẽ có những cái nhịp phục hồi. Tại vì sao? Rất nhiều người chúng ta có một tâm lý chủ đạo á, là chúng ta đang chờ cái test số 2. Thì khả năng chúng ta vẫn sẽ còn nhịp tăng nữa. Quan trọng á, là nó sẽ tăng tới bao giờ? Nó sẽ tăng lên tới 1.100 hay là 1.120, hay là nó sẽ tăng thêm khoảng tầm là 10-15 điểm nữa rồi nó test số 2. Thì nó còn tùy. Nó sẽ còn tùy và nó cũng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái cuộc họp của Fed vào tối nay để xem coi là cái ông chủ tịch của Fed đó, ông có nói cái gì liên quan tới lạm phát hay không. Mà nếu không á, thì theo Hải là cái việc mà chúng ta tiếp tục tăng trong vài phiên tới nó khả năng cao nó sẽ xảy ra, hoặc thậm chí rằng chúng ta có thể chúng ta sẽ có một vài phiên test như này, test xuống nhẹ thôi, ví dụ là từ 970 chúng ta về khoảng tầm 940, thì ở cái vùng này chúng ta sẽ test từ 1075 chúng ta test về 1060. Ví dụ như thế, nó tiếp vào đây này, xong nó hồi lên lại. Ví dụ như vậy, nó hồi lên xong rồi nó lại rơi xuống. Thì chúng ta hoàn toàn sẽ có những cái nhịp như thế. Thì cái câu chuyện là gì, nó vẫn sẽ còn tăng. Thì theo hạn nó là như thế. Thì đó là cái nội dung chính của video ngày hôm nay mà chúng ta có thể tham khảo. Rồi, cuối cùng thì xin giới thiệu một tí. Thì video bây giờ sẽ không ra vào lúc 8:45 nữa, tại vì nó hơi trễ. Thì Hải sẽ ra vào lúc đâu đó khoảng tầm là từ 8:10 cho tới 8:20. Thì hy vọng là chúng ta sẽ đón xem mỗi tối mọi người ha. Rồi chúng ta xem chúng ta thấy hay có thể cho Hải một like, một đăng ký kênh. Và đặc biệt chúng ta có thể cho Hải một cái phím một nếu mà thấy hữu ích. Và cuối cùng chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới của mô tả mỗi video. Thì Hải sẽ tư vấn nhận định và kinh nghiệm ở trong này. Thì chúng ta mà hay xem video chúng ta sẽ biết là Hải thường xuyên làm nhiều video rồi. Và cách đây 2 ngày Hải có nói rằng là khả năng cao vùng này sẽ đáy ngắn hạn rồi. Hay là những cái phiên mà ra tin coin margin á, thì Hải cũng liên tục nói là vùng này khả năng cao sẽ đáy. Thì chúng ta hay xem, chúng ta có thể cho Hải một cái phím 2 nếu như mà chúng ta đã bắt đáy thì Hải. Rồi, cảm ơn mọi người và xin chúc chúng ta có một phiên dịch ngày mai thật thành công ha.